Theo thông tin này có được sáng sổ 13 chi 10, hai cán bộ bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế đình chỉ công tác nghiệp để làm rõ rệt vụ bất minh trong việc cấp biển số riêng cho xe le sớt đang công tác nghiệp tại phòng cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông. Đó là Trung tá Lê Thị Hồng Dân, nguyên đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông và đại quý Nguyễn Hoàng Đông, cán bộ đội. Chiều 11 tháng 10, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã nhận được công dân của công an tỉnh. Theo đó, tổ xác nghiệp minh nội dung khiếu nại đã được xây dựng gồm 5 cán bộ do chánh thanh tra công an tỉnh làm tổ trưởng. Công an cũng đang xác nghiệp minh quy trình cấp biển số 75A13.535 cho xe le sớt 50 giờ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ L. C. Xe này trước đó phạm lỗi chạy quá dẫn tốc cho phép trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình hành vi này được hệ thống camera giám sát giao thông khắc ghi và bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình xử lý. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu biên bản xử phạt được gửi về chủ chiến hữu phương tiện là công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, biên bản lại được gửi cho người dân khác nghiệp ở Huế. Người này sau đó gửi đơn khiếu nại cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đòi hỏi làm rõ rệt bất minh trong việc cấp biển số xe 75A13535. người gửi đơn khiếu nại cho biết, trước đó, anh làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe Toyota Innova mới mua, khi bốt số tự động thì được biển 75A13.535. Tuy nhiên, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lỗi nên anh phải bốt số lại và được một biển số khác nghiệp.